Xin chào mừng tất cả quý bà con đã trở lại với kênh Canon TV thì trong những video trước Canh Nông có nói về nhiều chủ đề về phòng trừ côn trùng chích hút cũng như là những nấm khuẩn gây hại ở trên nhiều loại cây trồng và nhận được phản hồi gửi về từ bà con mình cũng rất là nhiều thì ở video ngày hôm nay Canh Nông cùng bà con mình đặc biệt là những bà con mình trồng dưa leo cũng như những cây trồng hệ dây leo mình cùng nhau tìm hiểu về một căn bệnh rất là phổ biến gây thiệt hại cũng rất là nặng nề trên vườn trồng của bà con đó là căn bệnh sương mai thì trong video ngày này này á thì canh nông cùng bà con sẽ cùng nhau xem qua các triệu chứng gây bệnh nhận biết của nó nè nguyên nhân gây ra bệnh cũng như là mình đưa ra các hướng biện pháp nhằm phòng trị căn bệnh này nha bà con thì bắt đầu video ngày hôm nay á bà con cùng xem qua các triệu chứng để mình để mình nhận biết dưa leo đang bị sương mai thì cái này chắc bà con mình canh tác dưa leo hay các cây hệ dưa leo như bầu bí dưa hấu cũng không quá xa lạ rồi ha canh nông chỉ tóm lại cho bà con mình thôi thì cái bệnh sương mai này gây hại trên lá thân cành thậm chí là trái luôn nhưng chủ yếu vẫn là trên lá thôi những cái vết bệnh này lúc đầu á, là những cái đốm nhỏ không màu hoặc là màu xanh sau đó từ từ nó chuyển sang màu xanh vàng rồi đến nâu nhạt và nó có hình tròn hình đa giác hay là một cái hình dạng rất là bất định ha bà con thì những cái vết bệnh này nằm rải rác trên lá hoặc là nằm dọc gân lá còn mặt dưới lá cái chỗ vết bệnh á, thì nó hình thành một cái lớp nấm móc màu trắng Bà con xem qua hình ảnh canh nông có dẫn trên màn hình ha Thì với những trường hợp bệnh nặng á, thì những cái vết này nó sẽ hợp thành những cái vết lớn Nó gây ra rách nứt các mô tế bào dẫn tới cái lá mình bị biến dạng Mà lá đã biến dạng á, thì nó không thể quan hợp nữa Nó không thể tổng hợp thêm chất dinh dưỡng Thì dẫn tới là cây mình sẽ bị suy kiệt và dẫn tới chết ra bà con Thì đó là các triệu chứng mà bà con mình có thể nhận biết Mà dưa leo mình đang mắc bệnh sương mai Thì vậy nguyên nhân gây ra bệnh là gì? Thì kính thưa quý bà con, bệnh sương mai là một cái bệnh mà do một loại nấm thuộc lớp là oomycetes Nó có tên khoa học rất là dài và rất là khó đọc cũng như là rất là khó nhớ Bà con mình có thể xem trên màn hình ha, các nông có thể hiện ra rồi những cái bào tử nấm này khi gặp nước nó sẽ nảy mầm và xâm nhập vào cây theo các lỗ khí khí khổng á, tấn công vào các mô tế bào trong cây đây là một cái loại mà nấm nó chuyên ký sinh nó rất dễ lan truyền nhờ gió nè nhờ nước tưới nước mưa trong điều kiện ẩm độ cao và cái nhiệt độ lý tưởng là trên 20 độ C là điều kiện lý tưởng để con nấm này phát triển hả bà con thì ngoài ra thì cái sợi nấm nó còn tồn động trên các tàn dư cây trồng dẫn tới cái nguồn bệnh nó sẽ nằm ở đó và khi vụ mùa mùa mới bà con trồng á, nó sẽ lại phát triển và nó phá hại vườn dưa leo của bà con ha còn cái nguyên nhân tiếp theo thì bệnh nó sẽ phát triển trên những cái vườn dưa leo bị ẩm ướt nè mình bón phân không cân đối thiếu hụt dinh dưỡng đồng ruộng thì mình không được vệ sinh nè cũng như là mình kém chăm sóc thì vậy làm cách nào để bà con mình có thể phòng cũng như là mình dưa leo mắc bệnh rồi thì mình chỉ dứt điểm nó bà con thì chúng ta sẽ đi tiếp vào phần tiếp theo đó là là biện pháp phòng và trị bệnh xương mai này ha thì những cái biện pháp cơ học bà con mình có thể xử lý bằng sức lao động như là bà con mình phải vệ sinh đồng ruộng nè à. cái này canh nông đã nói trong rất là nhiều video rồi việc vệ sinh đồng ruộng bà con nên đặt lên hàng đầu đây là một trong những cái bước đầu tiên mà bà con mình đảm bảo loại bỏ nấm bệnh khỏi cái vườn trồng của mình khi mà bắt đầu vụ mùa mới hoặc là thậm chí khi đang trong vụ trồng ha bà con mình loại bỏ tàn dư cây trồng dọn sạch cây bị nhiễm bệnh ngắt bỏ luôn những cái lá đang bị bệnh nặng trong thời kỳ mà cây đang sinh trưởng á mình đem đi ra xa và mình tiêu hủy đi thì ngoài ra khi bắt đầu vụ mùa mới bà con cũng nên chọn những cái giống khỏe kháng bệnh Kèm đó là bà con mình nên ngâm hạt giống trước khi mình gieo bằng các thuốc hóa học như là ricomin hay là aleta vân vân Rất là nhiều loại và với dưa leo là một cái loại cây trồng cần rất là nhiều nước và dinh dưỡng bổ sung rất là cao Đặc biệt là đạm nha Bà con mình cần cân đối trong việc tưới nước Mình không nên tưới vào chiều tối Vì lúc này khả năng ứ động nước ở trên vườn trồng rất là cao Và mình bón phân cân đối Dù cần đạm nhiều nhưng cũng đừng bón quá thừa đạm nhưng lại thiếu canxi cũng như các vi lượng cần thiết cho cây hoặc như là bắt đầu vụ mùa mới bà con mình có thể rải vôi và mình bổ sung phân chuồng nhằm đảm bảo đất trồng mình vừa sạch vừa đầy đủ chất dinh dưỡng cho cây phát triển tốt nhất ha bà con và tiếp theo bà con mình muốn dứt điểm bệnh khi cây đã mắc phải rồi á, thì mình phải tác động thuốc bảo vệ thực vật vào thì có ba dòng sản phẩm mà canh nông đang dùng cho bà con mình trồng la ghim các cây trồng hệ dây leo dưa leo sử dụng đem lại hiệu quả rất là khả quan mình cũng đi vào từng sản phẩm mà bà con thì sản phẩm đầu tiên là gói Bavin Gold với hạt chất đó là hai 120g trên ký và sáu 67g trên ký Đây là thuốc dạng WG, dạng cốm rất là cao cấp nha bà con Nó tan giúp tan nhanh, nè tan hoàn toàn cũng như là không gây nóng bông, nóng ca, nóng trái Hai cái hoạt chất này nó có trong gói hai cái hoạt chất có trong gói ba mynco nó được đăng ký trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật có thể phòng ngừa rất là nhiều bệnh do nấm gây hại gây ra như là tháng thư, sương mai, phấn trắng, thối trái, nứt thân, xì mũ, vân vân rất là nhiều cái phổ quản lý của, của nấm của cái hai cái hoạt chất này nó rất là rộng luôn nha bà con. Đặc biệt là với dimethomorph rất là mạnh trong cái vụ quản lý nấm thuộc cái lớp là omicet là cái nhóm nấm chính gây ra cái bệnh sương mai này. Hoạt chất của nó thì là lưu dẫn hai chiều nó đảm bảo len lỏi khắp cây khi bà con mình phun nhằm tìm ra cái hết cái bào tử nấm hại và diệt sạch đi ha bà con Còn cái Pyraclotropin nó giúp vừa trị bệnh nó vừa điều hòa sinh trưởng giúp cây mỉnh xanh hơn trái bóng hơn rất là nhiều công dụng trong cái gói Bionic Gold này thì một gói này nó có giá 140.000 bà con mình có thể pha 200 lít nước tương đương với 8 từ 8 tới 2 8 bình 25 lít bà con để trị bệnh hoặc là 200 tới 300 lít nước nếu bà con mình phun phòng ha còn liều phun máy thì bà con mình pha từ 1 đến 2 phi 200 lít để mình trị cũng như là phòng ha bà con. Còn với sản phẩm thứ hai đó là chai Samurai Nhật. Nó có hai hoạt chất đó là phenosanin và hexaconazole. Với phenosanin á, thì nó có khả năng là ức chế lây nhiễm, chống phát sinh bào tử nấm, hiệu lực mạnh trong quản lý nấm bệnh sương mai. Tác động của nó là nội hấp, chặn đứng nguồn bệnh, bảo vệ các lá non, các bộ phận khác của cây luôn. Còn với cái hexagrozone thì canh nông đã nói qua rất là nhiều video rồi Khả năng lưu dẫn, tiếp xúc, nội hấp, thấm sâu Quản lý nấm phổ rất là rộng luôn ha bà con Thì thuốc này nó có dạng huyền phù đậm đặc Nó bám dính rất là tốt Nó không sợ bị rửa trôi ha bà con Một chai này thì Một chai Samurai Nhật thì nó có giá 200 ngàn Nếu mà trị bệnh á Bà con mình pha 100 lít nước 4 bình 25 lít Còn phòng á Thì bà con mình pha 200 lít nước 8 bình 25 lít còn nếu bà con mình phun bằng bằng máy á, thì mình phun một phi 200 lít nước ha bà con. Và cái sản phẩm cuối cùng là chai sương mai. Ngay từ cái tên bà con đã thấy nó chuyên xử lý bệnh về sương mai rồi ha. Chai này hoạt chất chính của nó là Dimethomo như gói Bavin Gold. Nhưng trong chai này có tới 50% là hoạt chất rất là đậm đặc luôn. Còn trong gói Bavin Gold thì nó chỉ có 120g trên ký thôi. Còn cái này nó chứa tới 50% là Dimethomo ở trong cái chai này cũng nói thêm về cái hạt chất này là nó không có kháng thuốc hả bà con với các trường hợp mà vườn dưa leo bà con mình đang sử dụng nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật chỉ nắm trước rồi á nhưng chưa hết bệnh thì bà con mình nên lựa chọn một chai sương mai này để hạn chế đi cái tính kháng và mình chỉ dứt điểm bệnh luôn ha bà con thì một chai sương mai này nó có giá là 240.000 lúc trị bệnh bà con mình pha 100 lít nước còn phòng thì bà con mình pha 200 lít nước khoảng từ 8 bình 25 Còn nếu bà con mình phun bằng máy thì mình phun một phi 200 lít nước hả bà con Thì đó là ba sản phẩm chính mà canh nông muốn giới thiệu tới bà con ha nếu bà con mình cần tìm hiểu kỹ hơn, sâu hơn về tác động của các hoạt chất có trong sản phẩm, bà con mình cứ comment ở dưới video thì Canh Nông sẽ giải đáp hoặc mình sẽ làm riêng một video để phân tích các hoạt chất cho bà con ha giá mỗi sản phẩm nó có tăng dần tương đương với hoạt chất nó cũng nhiều và mạnh hơn tùy tình hình vườn của vườn của mình bệnh nặng hay là nhẹ hay là phun phòng bà con có thể lựa chọn phù hợp ha nếu vườn quá nặng thì mình có thể chọn ngay tập tức chai sương mai này để mình trị dứt điểm và sau đó mình có thể quay lại những sản phẩm như ba gold hoặc là samurai nhật để mình phòng nó đi để đưa ra một cái giá trị kinh tế tốt hơn giá thành nó thấp hơn thì canh uh, nông TV cùng với bà con mình đã tìm hiểu nguyên nhân cũng như các biện pháp phòng trị cho cái vườn dưa leo cũng như là những cái cây hệ dây leo bầu bí khác luôn của mình bị căn bệnh sương mai nếu bà con mình thấy bổ ích thì hãy tặng cho Canon TV một like và một comment dưới video về những vấn đề về vườn của bà con. Canon sẽ giải đáp những thắc mắc cho mình ha. Bà con có thể để lại số điện thoại Canon sẽ liên hệ với mình. Thì với những cái bộ sản phẩm này nông giới thiệu bà con á, nếu bà con mình có quan tâm và muốn mua để sử dụng bảo vệ cho vườn trồng của mình thì bà con mình có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0936 968 747 mà canh nông có để trên màn hình bà con có thể gọi điện hoặc nhắn tin qua zalo bằng số điện thoại này đều được nha bà con thì canh nông tv có chính sách là giao hàng tận nơi và miễn phí vận chuyển cho bà con cho dù bà con ở bất kỳ đâu thì mình cứ đặt hàng sẽ nhận được trong khoảng từ 2 đến 3 ngày mình cứ chủ động đặt hàng sớm để mình sử dụng bảo vệ cho vườn trồng của mình nếu bà con mình thấy video này mà chưa đăng ký kênh bà con có thể nhấn đăng ký để khi mà canh nông tv ra thêm những video mới về cây trồng bà con mình có thể nhận được thông báo nha xin cảm ơn bà con đã xem hết video xin chào và hẹn gặp lại bà con ở những video sau ạ